Vâng, Thiên Nguyễn Đào Đô Hải Dương xin chào mừng tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thì là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, đầu xuân của năm mới năm Dương. Xin kính chúc tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc có một sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Những năm qua nó cũng nhiều cái khó khăn, bất biến cũng như là nhiều cái tai nạn xảy qua, thì mong rằng sang năm mới thì cũng kính chúc các bác và tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc có một cái sự bình an và may mắn trong cái năm mới này. Hôm nay thì đầu năm cũng xin phép được giới thiệu các bác và anh em một em đúng đỏ của đầu năm, một em radio cassette đĩa than đỏ, và em này được đến từ tập đoàn hết sức là nổi tiếng, đó là gì? Một tập đoàn có bề dày về sản xuất các cái sản phẩm radio cassette và sau này thì các cái đồ thiết bị gia dụng khác. Đó là tập đoàn Sadeo đến từ Nhật Bản. Vâng, xin phép được giới thiệu các bác và anh em. Đây, trước mắt các bác và anh em thì một em Sadeo. Con này nó sử dụng có thể nói là gần như là 4 trong 1 các bác nhé. Cứ gọi là 3 trong 1 thì nó gần như là 4 trong 1. Đó, em này thì với thiết kế rất là độc đáo. Sử dụng hai cái loa, các bác thấy không? Có cái chiều cao rất là đặc trưng. Và con này sử dụng đến hai cửa băng liền các bác nhé, cửa băng 1 và 2. Sử dụng hai băng sóng AM FM của loa full 108 các bác nhé. Ngoài ra thì em nó chạy đĩa than. Ở đĩa than con này là chạy được cái đĩa size to nhất các luôn các bác nhé. Đó. Và con này thì như trung tâm đánh giá thì độ mới của nó đạt được đến 95% các bác nhé. Tức là nó là nguyên thủy. Nguyên thủy luôn. Đây, tôi sẽ quay rất là chậm để cho các bác có thể xem mọi cái chi tiết của nó luôn. Em này thì được bảo dưỡng hết sức là kỹ ở phía bên trong. Đấy, tất cả các hệ thống cơ kéo. Nhưng bên ngoài thì cũng xin phép các bác là chỉ có lau thôi, lau chùi thôi ạ, bởi vì nó còn giữ được rất mới, rất đẹp. Nó không bị bụi bẩn quá nhiều, cho nên là ở bên ngoài trung tâm chỉ có lau chùi không thôi ạ. Đấy, bởi vì là cái loa này nó vỏ nó bằng gỗ các bác nhé, cho nên là không thể sử dụng bằng bất kỳ cái gì bằng nước hay gì được. Đây, tôi sẽ quay chậm để các bác có thể tiện theo dõi đây. Đây, đầu tiên các bác nhìn tinh như này. Đến từ tập đoàn Sanio đúng không ạ? Đấy, đỏ chót luôn. Em này thì có cả equalizer các bác nhé, equalizer. Con này thì cho cái âm thanh rất là uy lực, công suất ra rất là lớn các bác nhé. Công suất của nó muốn một loa là 12W các bác nhé. Rất là lớn luôn, cho nên cho âm thanh rất là uy lực. Đây, các bác có thể nhìn thấy đây. Và tất cả các hệ thống phím nút của nó các bác nhìn thấy không? Còn mới có luôn. Đấy. Không có bị oxy hóa hay gì hết. Và trung tâm cũng bảo dưỡng quá kỹ luôn các bác nhé. Đấy, các bác xem. Từ các cái phím nút của nó này. Đấy, rất mới. Nó có phần cassette này các bác này, đĩa than này, AM này, các cái băng sóng của TV và băng sóng FM các bác nhé. Equalizer của nó tiếng rất là hay các bác nhé. Theo năm tháng thì thông thường cái này nó sẽ bạc hết rồi, nhưng mà nó còn giữ được cái màu nguyên thủy này, là tức là còn rất mới. Nhất là cái màu đỏ các bác thấy không? Không có bị lão hóa một tí gì luôn. Rất đẹp luôn. Đó. Phần mặt trước làm rất là hài hòa, rất là đẹp. Loa thì nó làm khá đặc trưng. Em này có cái model là Sanio SXVK03 các bác nhé, 03. Cái này nó là cái lớp bọt biển chắn ở phía loa này. Đấy, nó còn nguyên, trung tâm cũng không có gõ ra, bởi vì nhiều các bác sưu tầm này cứ muốn nó đặc trưng, nó khác, tức là nó có những cái nhìn thấy sự lão hóa nhưng mà lại là không ảnh hưởng gì. Đấy, các bác thấy không? Rất đẹp luôn. Còn cái này các bác muốn lấy cái này ra rất là dễ nhé, các bác dùng máy hút bụi hút một phát ra ngay, nhưng trung tâm vẫn để nguyên bản luôn, không có động chạm vào cái gì luôn. Con này loa tiếng rất hay các bác nhé. Đây, các bác có thể nhìn thấy viên trên đây. Con này thì nó lại dòng là auto luôn các bác nhé, tức là nó có thể tự động cất kim ra và cất kim đi được. Đấy, nó rất là hay, tức là các bác chỉ cần ấn một phát là tự động cất kim ra và cất kim đi. Đây, nó như thế này các bác này. Đây này các bác nhìn này, đây là mình đang chạy nhé, ví dụ đang chạy này, mình cất kim đi này, bác tốt phát là cất kim đi luôn. Đấy, cất đi đúng không ạ? Và play nó cũng sẽ, và nó sẽ tự động dừng các bác nhé. Đó, dừng ở đây ạ. Đây, play các bác này. Đấy, thì nó tự động nó đặt kim vào đúng vị trí của bài số 1. Đấy, rất là hay. Đó, đặt đúng vị trí bài số 1. Con này thì tôi rất hài lòng về cái chất lượng máy của nó nha các bác nhé. Đây, ở phía sau các bác này, tôi sẽ quay để các bác để ý tinh cái phía sau của nó này. Các bác thấy không, cái thùng nó rất là mới nhé. Đây, và sơ ri của thùng các bác này. Đấy, rất là mới. Thùng gỗ như các bác thấy không, không một tí nào bị chầy sất bất kỳ một góc cạnh nào. Đấy.
phải nói là họ cất giữ, mình dùng đúng từ gọi là cất giữ rất là tốt. Đây, loa của nó lên tới 12W, các bác thấy khiếp không? 12W luôn, kêu rất là to. À, tí nữa thử các bác xem thấy nó to là to như thế nào. Đây ạ, cả hai bên đây. Trùng sơ di các bác nhé. Đây này, 7495 các bác nhé. Đấy, đuôi sơ di của nó đây. 7495 ạ, đấy, trùng sơ di luôn. Và đây là cái máy của nó này các bác này. À, Sanyo. Model là gì? Đấy, DCW-W03 các bác nhé. Hàng Made in Japan xịn các bác nhé. Màu đỏ luôn. Đấy, đằng sau thì nó có các cái chạm cái lối ra loa. Anten này các bạn, anten vẫn zin của nó nhá. Anten này vẫn zin của nó luôn. Đấy, còn zin hết. Tất cả cái hệ thống này không bị vỡ vạc như các bác nhá. Mặt kính rất là đẹp luôn, không vỡ. Và tí nữa thì ở cuối video tôi xin phép được báo giá cụ thể luôn cho các bác để các bác cân nhắc. Đó. Rất đẹp các bác nhá. Rất mới luôn. Con này thì tôi đã có quay cái video là khi khui thùng ra tôi đã thử đĩa các bác rồi. Đấy, tức là nó. Và cái kim này như tôi đánh giá là kim này nó còn mới đến trên 90% các bạn, bởi vì là nó không bị mòn tí gì luôn. Đây cái kim này các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy kim của nó chưa? Kim này kim bằng kim cương các bác nhá, đầu nó bằng kim cương. Đấy, nhưng nó không bị mòn tí gì luôn, cho nên tiếng nó rất là chất, không có tiếng lạo xạo gì hết. Đấy, cho nên quan trọng nhất là cái độ mới các bác nhá. Bất kỳ là sản phẩm gì thế, độ mới và cái độ chất của sản phẩm thì nó sẽ quyết định cái giá thành. Đây các bác nhìn này, nó có chế độ để chọn cho đĩa 33 hoặc 45. Đây là tốc độ của đĩa các bác nhé, tốc độ của đĩa. Ngoài ra thì cái này các bác có thể đổi bài hát bằng cách là các bác gật cái kim này lên này, đây này. Đấy, nó sẽ gật lên thì các bác có thể đảo vị trí để nó đổi bài hát, ví dụ này. Mình có thể đổi bài hát này. Đấy. Mình được gật cái kim này xuống này. Đấy. Ok, tôi xin phép được test tính năng để cho các bác tiện theo dõi. Đầu tiên thì xin phép được test luôn cái phần đĩa than cho các bác nhé, đĩa than. Đĩa than này thì trung tâm có bán mới tinh các bác nhé. Đây, đĩa mới tinh như thế này. Và có rất là nhiều luôn. Đĩa này thì hoàn toàn là đều được nhập từ nước ngoài các bác này. Ví dụ cái này thì nó là từ Pháp các bác nhé. Fancy của Pháp. Đấy, tức là đĩa than thì đa số là của Mỹ và Pháp các bác nhé. Trung tâm hải ngoại ở nước ngoài. Người ta sản xuất mới tinh. Nó là đĩa mới tinh luôn các bác nhé. Các bác có nhu cầu mua đĩa than thì các bác liên hệ. Trung tâm sẽ gửi chương trình để các bác có thể đặt theo ý của mình. Chọn theo ý của mình. Tôi sẽ thử luôn cái phần đĩa than trước các bác nhé. Đây, đĩa than này. Đây, đang chọn ở đĩa than đây. To nhỏ này các bác này. Đây, các bác chỉ gật này xuống là nó sẽ kêu ngay này. Đấy. Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Tiếng rất hay các bác nhé. Đây, các bác có thể chọn bài khác bằng cách như này. Đàn ai buông tơ bên trắng xa. Đấy, đấy là đúng đời ngày xưa các bác nhá. Đời ngày xưa ta phải gì? Ta phải thử. Còn các bác muốn nghe từ đầu nhá, các bác tốt đi này. Đấy, tốt đi, xong các bác bật play lại, nó sẽ nghe từ đầu cho mình luôn. Và nó đặt đúng vị trí. À, các bác lưu ý nhá, cái này nó có cái khóa này này. Khóa cần này này, để khi vận chuyển nhá, hoặc là khi không dùng các bác nhá. Đấy, các bác khóa như này thì các bác phải lưu ý là khi mình sử dụng các bác phải mở khóa nhá, để tránh tình trạng là nó bị kẹt kim. Đấy, các bác lưu ý nhá. Đấy là cái chi tiết rất là đơn giản nên các bác phải để ý. Đây, tôi sẽ thử luôn cho các bác bài số 1 này. Ấn này các bác này. Đấy, nó tự động ra bài số 1 luôn. Các bác nhìn tinh. Đấy, gạt đúng vị trí bài số 1 luôn. Đấy. À đây, xin lỗi. Tôi làm lại. Bởi vì là tôi đang gạt cái kìm cần kia lên. Tôi sẽ làm lại cho các bác thấy. Đây, các bác phải gạt cái kìm cần xuống này. Đấy, thì bắt đầu là nó sẽ tự động chạy nó kêu luôn. Đây ạ. Play này. Con này nó gọi là tự động rồi các bác nhé. Đời này nó bắt đầu tự động rồi. Con này sản xuất khoảng là năm 1983. Đấy. Và nó tạo cho mình cái cảm hứng của cái thập niên 80. Mình nghe những cái làn điệu này. Đấy, nghe nó rất là thích. Bởi vì các cái đĩa này phát hành là hoàn toàn là phát hành ở những thập niên, những bài hát của thập niên đó các bác nhé. Không phải là thập niên mới bây giờ. Tức là cái đĩa này không phải là đĩa số, mà nó là cái đĩa dạng analog ngày xưa luôn. Đấy, đúng theo cái ban đầu của nó. Và các cái ca sĩ là cũng ở cái thời điểm mà người ta còn đang rất là trẻ, chứ không phải là ca sĩ hát ở bây giờ. Đây, các bác có thể chọn một cái bài khác bằng các bác gật cái kim này lên này, xong mình chọn cái vị trí của nó này. Đấy, đây các bác nha. Đây ạ.
vời hay. Nó thuộc các bác mà bật ngồi nghe uống cà phê, xong là bật những cái làn điệu ngày xưa này, nó đúng theo cái tính chất ngày xưa luôn. Nghe nó phê luôn các bác nhé. Thực ra tôi rất thích nghe đĩa than, băng cối với đĩa than tôi rất thích nghe, bởi vì là nó gợi cho mình cái tuổi thơ ngày xưa, mình nghe mình thấy nó có những cái thì nó quay lại cái tuổi thơ. Ok, xin phép được giới thiệu như thế thôi. Đây, tôi sẽ tốt đi này các bạn này. Các bác lưu ý nhé, khi mình để yên thì không sao, nhưng nếu mình có sự vận chuyển thì các bác khóa cái cần này lại này. Đấy, các bác khóa giúp lại cần này lại. Ok, đấy, thì nó sẽ ăn chắc cho mình. Và cái này là các bác có thể đặt xuống bình thường, đang chạy vẫn có thể đẩy bình thường các bác nhé. Xin phép được test cho các bác cái phần khác, đó là cái phần cassette các bác nhé. À, phần radio đấy, radio của nó đây. Đây. Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc vừa tổ chức một chương trình tiếng nó rất là thích các bác nhé. Trải lòng của cái này của nó, cái kim sóng nó sáng luôn các bác nhé, nó sáng đèn luôn này. Đây này. Đấy, ban tối ban ngày đều sáng, đều nhìn thấy hết luôn. Chúng tại Cộng hòa Séc được tìm. Tiếng rất tre một bánh trưng xanh, xuân thì một quả bên cành đào. Phú Yên đều có các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đầy ý nghĩa đến hội viên tỉnh. Đến với gia đình. Mình là đi khám ung thư khi qua cái cổng thu phí. À, thế nhưng. Ok, cái này các bác chạy FM thì các bác cho thêm một cái đoạn dây điện vào nhé, bởi vì là cái FM của những dòng này nó phải có một cái đoạn dây anten. Đây là tôi đang thử không có dây anten. Đây phần AM các bác này. Anh em nó đây. Con này thì chạy hoàn hảo hết mọi tính năng rồi. Đã được kiểm tra rất là kỹ rồi. Tết của những người con xa quê. Đối với mỗi người yêu thơ, yêu văn hóa nghệ thuật truyền thống, chương trình lần này có một vai trò đặc biệt. Rất nhiều thư yêu cầu và nhận được tình cảm yêu mến của các quý vị. Các bác thấy không? Các cái lúm của nó như thế này cơ mà. Đấy, lúm vặn này, nó sáng quắc soi gương này. Rất đẹp luôn. Đấy. In cả bóng của chữ xuống luôn, rất là đẹp các bác nhé. Nhân đề âm nhạc dân tộc. Ok, phần cassette thì cũng quyến rũ hơn các bác nhé, bởi vì con này từ của nó tôi thấy rất là chất. Đây tôi sẽ xin phép thử các bác ở trên những cái băng trung tâm vẫn đang bán băng Nhật đây, trung tâm vẫn đang bán với cái giá khoảng 100.000 một cuốn băng Nhật này. Đấy, thì các bác sẽ thấy rằng đây có xứng đáng cái đồng tiền bán gạo không các bác nhé. Đây. Băng mới và tiếng rất là hay. Tôi sẽ thử luôn ở trên những cái băng rất dân dã thôi, để các bác thấy cái âm thanh nó chất như thế nào. Đây phần cassette đây ạ. Các bác nghe thấy như đĩa không? Lét tiếng. Đó, tiếng rất nét. Đây các bác này, tôi lại này. Con này thì cơ quá hoàn hảo rồi. Trung tâm đã kiểm tra rồi đấy, tôi lại các bác này. Đấy. Và từ con này từ metan các bác nhé, từ metan. Máy con này thì cực kỳ mới luôn, cho nên xin phép tôi không tháo máy. Đây, tôi đã thử một cái đấy sang bên cái cửa này. Các bác nhìn tinh nhỉ, từ metan nhưng còn rất mới nhé. Tất cả các hệ thống bánh tì và dây cơ doa đã được trung tâm kiểm tra kỹ và được thay chất chắc chắn của Nhật rồi các bác nhé. Nên cứ yên tâm các bác dùng thôi. Đây tôi sẽ thử tìm bài, cái này có tìm được một bên các bác nhé. Các cái tính năng tìm bài và ghi băng thì tôi đã nhấn mạnh rất nhiều trên rồi, các bác lưu ý rằng tính năng gia tăng có thể không, có thể kiểm tra rồi, có thể không kiểm tra. Nếu bác nào thực sự quan tâm những tính năng gia tăng đó thì các bác có thể nhắn tin bỏ kiểm tra giúp của tôi cái này, chứ bây giờ trung tâm không quan tâm cái đấy lắm. Con này thì nó có khả năng là ghi được từ đĩa than sang các bác này, sang băng cửa 2 này. Đấy, ghi từ đĩa than sang cửa 2 hoặc là ghi từ cửa 1 sang cửa 2 các bác nhé. Đấy, rất là hay. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, nó ký hiệu, tức là cái này có khả năng ghi. Đây cái nút này đèn sáng các bác này. Đấy, có khả năng ghi được từ cửa 1 sang cửa 2 luôn, hoặc là ngược lại các bác này. Đây này, nó ký hiệu rất là rõ luôn. Đấy. Ok, thì đấy là các cái tính năng đã được kiểm tra các bác này. Tôi đi tôi lại này. Đó, tôi lại các bác này. Con này thì trung tâm kiểm tra kỹ rồi, nó rất chạy rất là hoàn hảo. Còn đây là hai cái lỗ để cắm mic và vặn mic lên các bác nhé. Ok, em này thì hiện tại đang bán cho các bác với cái giá là 10 triệu đồng. Là các bác đã có một cái em đĩa than
hàng màu đỏ mới cóng luôn, bán chào xuân cho các bác năm 2023. Xuân mới đó là xuân dương lịch, thì cũng xin phép báo chi tiết như thế để bác nào quan tâm. Ngoài ra thì trung tâm cũng bán rất nhiều các cái đĩa than, các bác có thể chọn đĩa than theo nhu cầu của mình. Ví dụ mình mua một cái bộ này, mình có thể mua cái đĩa than theo nhu cầu của mình. Đây là một cái đĩa than mới tinh các bác nhé. Đây, đĩa than này là than mới tinh, chưa có sử dụng. Đấy. Thế cho nên là trung tâm sẽ bán cho các bác cái đĩa than này với cái giá 1.500.000 các bác nhé. 1.500.000 một cái đĩa than hàng nhập của Mỹ và của Pháp luôn các bác nhé. Hàng nguyên bản của nước ngoài luôn, hàng nhập khẩu, chứ không phải đĩa than của Sài Gòn các bác nhé. Nếu đĩa than, than Sài Gòn thì nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Ok, xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo nhé. Xin chân thành các bác, cảm ơn các bác nhé. Xin chào các bác ạ.